ba cái 10 cái được cái là ba cái móc khóa này bạn có thể chọn. Đúng không? Xinh vãi. Không biết là các anh em có nhìn thấy bạn vừa rồi không, nhưng mà cái bạn ý thực sự khá là xinh. Mà vấn đề là đang quay là không chỉ số được. Còn tay nào nữa là xin đây. Tìm chỗ nào thưởng thức đặc sản của ấy nào. Bây giờ mình sẽ vào trong khu này. Ốc sò. Ông mua là cái gì á? Ốc sò. Đây, một đĩa ốc bưu thì nó sẽ rơi khoảng 5 xị. Từ từ ạ, từ từ. Vào đây. Khá là đông, anh em có thể nhìn thấy. Nếu mà các anh em mình đi thì ăn sẽ được nhiều món hơn. Và chi phí bỏ ra mỗi đứa 5 xịt nhưng mà mình sẽ thử được nhiều món hơn. Mình đi một mình như là không đủ tài chính. Mình nghĩ là sau khi mà dự án thành công thì chi phí bỏ ra vào đây sẽ có rất nhiều ý tưởng để quay những chỗ như này. Cảnh đẹp, người dân thì cũng khá là thân thiện. Được, khá là nó cũng như Đà Nẵng, khá sống. Thôi, giờ là quay lại chỗ mình xuất phát và ngồi thưởng thức một vài món bánh đặc sản của Đà Lạt. Nó bự như có nhiều. Ba cái áo 50, vị chi là khoảng tầm 16.500 một cái áo. Quá rẻ. Đây còn có áo len. Hàng Việt Nam. Một cái áo len này bao nhiêu tiền hả cô ơi? 150. Ôi đắt quá. Và đây cũng là pick hàng second hand rồi. Second hand. Mấy cái này nói thật miền Bắc mình đầy. Chưa biết là có sạch hay không, nhưng mà đại khái tôi thấy miền Bắc mình giá nó mẹ phải trang hơn. Mà ăn thì nó đậm vị hơn. Kính củng, súng củng. Còn mẹ nhà khá khóc Việt tí lại bị dính bản quyền up lên YouTube thì quá tội. May mày bố để nhà Jimmy lên giúp đỡ. Ồ, một cái TTC Hotel Premium Đà Lạt có BBQ là bia.
đây nhìn khá là đẹp, quần áo ở đây tắc lại được, mình đi đường này. Đại khái là Đà Lạt là một nơi rất đẹp, đẹp và đáng sống. Mình chỉ có điều đấy, suốt hai cậu phúng nó nhìn mình như thằng vào đấy to đầu như thế này, 20 tuổi rồi. Nhẫn à? Hai trăm nghìn một cái. Hả? Bao nhiêu tiền? Rẻ nhất là 200.000 ở đây nè. À. Kéo lên. Ơi, bao nhiêu tài đâu mua cho chứ? Bạc lông đu voi thật đó. Bạc 9-5 lần rồi. Bảo đảm 100.000 không? Ơi, ơi. Bán lên tay coi. Mụn hả? Không mụn. Ôi